Có 3 cách để nhận biết là liệu bạn có thực sự yêu con không sau ly hôn. Thứ nhất là bạn có cấm vợ hoặc là chồng cũ của mình gặp con không? Nếu có thì rõ ràng là bạn đang để ý đến cảm xúc của bạn thay vì để ý đến cảm xúc của con trẻ. Bởi vì cái việc ly hôn ấy là cái việc của người lớn, con trẻ nó có tội tình gì đâu. Thế nên việc cấm đoán nó sẽ ảnh hưởng ngay đến cái cuộc sống hiện tại của nó. Nó sẽ nhận được những cái năng lượng tiêu cực khi mà nó không được gặp bố hoặc là mẹ, cái người mà không giành được quyền nuôi nó. Và cho dù bạn có cấm nó thành công á, thì bạn cũng sẽ không bao giờ cấm mãi mãi được. Bởi vì là khi mà nó trưởng thành lên, tư duy của nó phát triển thì nó sẽ quay lại, nó đi tìm sự thật và nó sẽ có khi là quay lại phán xét chính cái người mà đã cấm nó, để tước đi của nó cái quyền mà được chăm sóc đầy đủ bởi bố và mẹ sau ly hôn. Cái cách thứ hai để nhận biết là bạn chưa thực sự yêu con sau ly hôn đó chính là bạn cố gắng nói xấu chồng hoặc là vợ cũ của mình. Khi bạn nói xấu một ai đó nhá, đừng nói là bố hoặc là mẹ của chúng, thì bạn đã vô tình gieo rắc một cái năng lượng rất là tiêu cực lên cuộc sống của chính con bạn. Và trong khi đó thì cái người mà bạn nói xấu đó không có nghe thấy cái điều nói xấu của bạn đâu. Mà chưa biết chừng ý, gặp phải cái đứa trẻ thông minh á, thì khi nó thấy bạn nói xấu một ai đó thì nó sẽ quay lại, nó phán xét chính con người bạn. Thế nên là mình rất phục những ai mà in case nhá, trong trường hợp là vợ cũ hoặc chồng cũ của mình xấu thật, nhưng mà người đó vì tương lai của con thế nên là luôn xây dựng một cái hình ảnh đẹp về bố hoặc mẹ chúng sau khi mà hai người đã ly hôn rồi. Cái điều thứ ba để nhận biết được là bạn có thực sự là yêu con sau ly hôn không, đó chính là bạn có nói xấu cái người mới, trong trường hợp là vợ cũ hoặc chồng cũ của mình có người mới nhá. Bởi vì là thực ra mà nếu hiểu được theo cái hướng tích cực ý, thì đâu có phải là ông bố dượng hay là bà mẹ ghẻ nào cũng không tốt với con mình đâu. Mà sao các bạn không nghĩ theo một cái hướng tích cực, đó là thay vì có một ông bố, một bà mẹ, bây giờ thì con bạn sẽ hưởng được cái sự chăm sóc của hai ông bố, hai bà mẹ, phải không? Yêu con đúng cách nhưng mà lại xuất hiện ba cái biểu hiện trên thì hãy xem lại nha.